Phân khúc laptop workstation thực sự có ít sự lựa chọn. Chỉ có những hãng lớn như Dell mới tập trung sản xuất những mẫu laptop thuộc phân khúc đòi hỏi độ bền cao trong một thời gian dài sử dụng. Điển hình như mẫu laptop của Dell Mobile Precision Workstation M3550. Được trang bị CPU Intel Core i7-10810U, 6x12 luồng vô cùng mạnh mẽ, RAM 16GB và vẫn còn trống một khe để các bạn có thể nâng cấp lên. Ổ cứng 256GB kết hợp với card đồ họa chuyên dụng Quadro B520 sẽ giúp tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng với khả năng làm việc với các công việc liên quan đến đồ họa 2D hoặc 3D. Chưa kể tới chính là hệ thống tích hợp AI để có thể tối ưu hóa hiệu suất trong suốt thời gian dài sử dụng. Màn hình thì sẽ là màn hình có kích thước 15,6 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền VA với lớp phủ chống chói sẽ giúp các bạn làm việc trong môi trường ánh sáng phức tạp và có thể nhìn được rõ màn hình. Viền màn hình hai cạnh bên mỏng, cạnh trên và cạnh dưới hơi dày một chút để có thể trang bị webcam và tăng độ bền cho sản phẩm. Bàn phím trên mẫu laptop này là bàn phím full size có đèn nền, trải nghiệm gõ phím tốt. Có một điểm đặc biệt chỉ xuất hiện trên các dòng laptop chuyên dụng đó là phím trackpad có tác dụng như một chiếc touchpad. Mọi người có thể sử dụng lựa chọn touchpad hoặc là trackpad tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Cổng kết nối cực kỳ đầy đủ khi Dell sẽ trang bị 3 cổng USB Type-A, một cổng USB Type-C hỗ trợ giao thức Thunderbolt 3, một cổng HDMI, một khe thẻ SD, một khe SIM và không thể thiếu được smart card. Thời lượng pin theo như Dell giới thiệu thì có thể lên tới 17 giờ. Viên pin 4 cell 68Wh có khả năng sạc nhanh lên đến 80% trong vòng 1 tiếng đồng hồ, giúp đáp ứng nhu cầu làm việc nhanh chóng. Và với trọng lượng chỉ 1,8kg, độ cơ động cao nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất bền bỉ, thì Dell Precision sẽ là sự lựa chọn hàng đầu trong phân khúc Workstation với mức giá chỉ hơn 30 triệu đồng. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào, thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.